Xin chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay là buổi sáng, chúc cô chú anh chị và các bạn được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Hôm nay em có mặt tại đầu dạng của hôm nay còn video cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Đây là bến đầu dạng của hôm. Hôm nay vào chủ nhật rất là nhiều con người qua lại luôn các bạn. Tại vì đây là xã Xuân Đông, đò này đò tránh qua cũng là đường qua chùa Liên Hoa Mẹ Năm Hải này các bạn, cho nên rất là nhiều khách qua lại trên đò dập vì hôm này. Và đi qua đây là xã Xuân Đông của Tiền Giang miền Tây nha các bạn. Đò dằm kỳ hôm này có hai đò, khi mà khách đông qua lại thì có hai đò đưa đón thôi các bạn. Đò này cũng rất là lớn luôn, du lịch và tour ta cũng qua được trên đò này luôn. Vào những ngày rằm, ngày 30 rất là có nhiều lưu chuyến ở chùa Nam Hải, rất là nhiều người đi viếng mẹ các bạn. Bên này vào nước lớn nha các bạn, và những dòng sông dàn chuyển hôn miền Tây của em là có những nhánh mặt bình ở trên sông rất là đẹp luôn. Đây có một chiếc xe dừa nào các bạn, xe chạy rất là lẹ luôn. Ở miền quê của em hay có những rừng dừa nào xe nhỏ vô thu mua bọn những quán nước cho khách qua lại uống rất là mát nha các bạn. Và đây là những dòng sông miền Tây có những hàng bằng các bạn. Và những bên đây là những vườn dừa. Và đây có một chiếc xà lan chở hàng khô rất là lớn nha các bạn. Trên dòng sông dòng cửa hôm nay vào nước lớn buổi sáng là xà lan đi rất là nhiều, những xà lan lớn các bạn. Và xà lan chiếc xà lan lớn là của An Giang, con số rất là đẹp luôn, năm con số 2 luôn. Và một nước thứ 36 là xà lan này rất là lớn rồi các bạn. Đóng 2015, bánh lái người sau nước rất là đẹp luôn các bạn. Và đây là bên đò bên lộn nhựa lớn bất lộn 50 ở trên Mỹ Tho về nè các bạn. Đò bây giờ đưa khách qua bên đây là bên xã Xuân Đông nha các bạn.
Đây là một chiếc ghe sắt nha các bạn. Ở đây có một chiếc xà lan hầm nữa các bạn. Xà lan hầm này chở hàng thô các bạn. Và có một chiếc ghe sắt. Ghe sắt rất là lớn luôn. Xà lan này của Tiền Giang các bạn, bây giờ chạy xong Đập Biển Hôn về cầu Chờ Gạo các bạn. Và đây của một chiếc ghe sắt chạy song song với nhau luôn. Video của em đến đây là kết thúc. Em cảm ơn khán giả đã xem hết video phòng hạnh miền Tây.